Cửa hàng lột máy cưa xin chào toàn thể các anh em quý vị và các bạn. Anh em ơi, có anh em nào muốn mua máy thanh lý không anh em? Hôm nay cửa hàng chúng em thanh lý nhá, bình điện này, máy cưa, máy cắt cỏ. Đấy, anh em nào muốn mua máy thanh lý giá rẻ thì anh em hãy xem video này hôm nay của bên em nhá. Đây là những cái dòng máy để phục vụ nông nghiệp cho các anh em. Đấy, đây là máy cưa nhỏ có này, máy cưa to có này, máy cắt cỏ nhỏ có này, máy cắt cỏ to có cho anh em luôn nha. Đấy, đánh dấu ký tự lô ngày hôm nay là lô chữ R1 này. Cái bình điện này em lại ký hiệu là cái R1. Máy cưa em ký hiệu là R2, máy này thì em ký hiệu là R3, R4 cho tới R7 nhá. Tại sao mà em lại ký hiệu là như thế? Bởi vì ví dụ ấy, anh em mua cái bình điện ấy thì anh em chỉ cần bảo là anh muốn mua cái R1 hộ em thôi là được. Hoặc là anh muốn mua cái R2 gọi thẳng cho em qua số điện thoại 0354392929. Số đó em đã để dưới màn hình rồi đấy anh em. Đó, anh em gọi trực tiếp cho cửa hàng chúng em và anh em chỉ cần thông báo là bảo anh muốn mua cái R1 hoặc là anh muốn mua cái R2 hoặc là anh muốn mua cái R3 cho em là được nha. Và đây là giá thành của cây máy, em đã công khai giá cho anh em luôn. Và giá này thì em tất cả các giá em đều báo trên này nhá. Thì em đều tặng kèm phụ kiện kèm theo tùy các loại máy. Và em bao ship cho anh em luôn, anh em không cần phải mất thêm bất kỳ phí ship gì nữa cả. Và bên em thì không bắt anh em phải cọc cạch gì trước đâu. Nên là anh em mua bán của bên em thì rất đơn giản đúng không? Đó, như cái bình này thì em bao ship cho luôn này, giá 590.000 một cái. Rất là hợp lý, giá thật vừa túi tiền cho anh em nha. Đầu tiên là cái bình điện này là bình điện xịt thuốc hàng Kubota. Bình này là bình 20 lít nha anh em nhá. Đó, bình này là nhựa của nó rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Bình mới tanh tành tành luôn đấy ạ, chưa có ai sử dụng đâu anh em. Bên trong này tặng kèm rất là nhiều phụ kiện này. Đấy, nó nằm ở bên trong hết rồi, như kiểu là cần xịt này, cục sạc này. Đấy, cũng như là bếp xịt nhá, nó có 4-5 cái bếp xịt cơ, nhiều lắm. Đây, nó nằm ở bên trong hết này rồi anh em nhá. Em để đầy đủ ở đây luôn đấy. Công ty người ta tặng như thế nào thì em vẫn để sẵn ở trong này cho anh em. Đó, bình này 20 lít 590.000 một. Thấy hợp lý chưa ạ? Đó, để cho anh em về xịt thuốc cỏ này, về xịt thuốc sâu. Bình này á, sạc đầy vào ấy thì có thể xịt được tầm khoảng 15 đến 20 bình thuốc thì mới hết điện được nha. Và dòng này nó thiết kế cho anh em cái dạng nắp ở đây này. Đấy, thấy không? Mở cái nắp này ra, vừa là cái nắp này bảo vệ này, cái phần ổ cắm cũng như là cái phần công tác để nước nôi ấy, nó khỏi bắn vào. Nước nôi nó khỏi bắn vào nha anh em nhá. Đấy, nhá, bật này. Kêu nha này. Đây, có điện đầy đủ nhá. Đây, và cái này cái volume tăng chỉnh to nhỏ này. Đó, to nhỏ điện ở đây. Phần này là cái phần để lỗ cắm sạc. Đấy. Bình ắc quy thì nó nằm ở dưới này nhá. Bình ắc quy này có thể tháo ra được. Ví dụ anh em không có thích sử dụng nữa, anh em muốn lấy cái bình ắc quy ra để làm cái việc khác. Còn khi nào mà anh em cần thì anh em bỏ vào anh em xịt thuốc sau ấy, thì cái bình này có thể tháo rời ra được nhá anh em nhá. Đấy, đây, đây, cái này là kéo cái bình ắc quy ra được này. Thấy không? Đấy, cái bình ắc quy của nó đây. Còn khi nào mà anh em muốn xịt thì, thì anh em đẩy vào thôi. Đây, bình này là sản xuất này tháng 11 năm 2024 luôn nhá. Bình rất là xịn mà chất lượng cho anh em, bình là mới đét rồi, anh em không cần phải lo. Đấy, khi nào mà anh em muốn làm về xịt thuốc nữa thì lại đẩy cái bình này vào cho em là được. Đẩy sát nó vào nhá. Đấy, cái này em nó hơi một quay chân. Đó, đẩy sát vào cho em là được. Đó, lại bật lên nó lại chạy. Thấy không? Đấy. Rất tiện lợi, 590.000 cho cái bình này. Anh em nào đang cần một chiếc bình điện để về mà xịt vườn rau nhà mình ấy thì làm cho nó hợp lý. Đó, và nó tích điện rất là giỏi luôn anh em nhé. Rồi, qua chiếc máy cưa xích R2. R2 này là một chiếc máy cưa xích để cho anh em về cắt hạ gốc cây đây. Hàng này cửa hàng chúng em thanh lý là 1.150.000. Cưa xích Kamatsu K17.3, hàng công suất cỡ lớn để cho anh em về sử dụng khai thác nha. Giá thành thì hợp lý lắm, vừa túi tiền cho anh em luôn. Giờ chỉ có hơn 1 triệu một cái bình này thôi, à một cái máy cưa này thôi anh em. Làm sẽ dài 55 cm cho anh em đó, tích hợp chủ giật trợ lực đầy đủ cho anh em luôn này. Hàng ngày nhìn nó rất là chất lượng luôn anh em nhé. Sử dụng hao chân lam và trực tiếp bằng khóa 13 nha. Nòng 45mm, công suất là 54cc, hàng chủ của công ty nên là lốc này hợp gập dập nhôm đầy đủ cho anh em. Đấy, thấy không, mã số ký hiệu đàng hoàng nhé. Hàng này thì công nghệ của Nhật Bản rồi, cứ phải là đảm bảo chất lượng cho anh em để cho anh em về sử dụng. Đấy, con này em bảo hành 6 tháng luôn, anh em không cần phải lo. Máy mới tinh 100% nhá, chứ không phải là máy cũ đâu anh em. Anh em về sử dụng rất là yên tâm. Lốc hợp kim nhôm luôn này, lỗ bô là lỗ bô 2 cửa xả bô inox. Đấy, thấy nó hợp lý chưa? Rồi, em giật test nổ cho anh em nghe qua cái con R2 này nhá. R2 này.
dòng máy này ấy, để cho anh em về khai thác tầm trung hoặc là khai thác gia đình, anh em về sử dụng cắt tất cả các loại gỗ có trong gia đình nhà mình luôn. Dòng này nó để cho anh em về cắt hạ gốc cây nha, máy công suất nó khỏe anh em. Đấy, hàng này cân nặng tầm khoảng 6kg anh em ạ. 6kg, lam dài 55cm nhé. Phần mặt cắt còn lại là 50. Sử dụng là 34 mắt xích, là xích này còn lại xích lớn đấy. Và xích này bán trên thị trường rất là nhiều anh em. Ở đâu anh em có thể mua được luôn cái xích này nhá. Đấy, cửa hàng chúng em này thanh lý 1.150.000 cho cái con cam Matsuka M7300 này đây. Dòng này này, cái bình xăng này đây là đổ xăng pha nhớt này, bên trên này là đổ nhớt để bôi trơn làm xích nhá. Anh em lưu ý hộ em. Và cái này là bơm nhớt tự động luôn, anh em chỉ cần đổ nhớt vào đây là sẽ tự động nó hút ra để nó bôi trơn làm xích. Đấy, rất là tiện lợi luôn anh em, không cần phải bất anh em phải động tay động chân cái gì cả, chỉ cần đổ đầy vào cho em là được. Còn bên dưới này là đổ xăng pha nhớt hộ em nhá. À rồi, con R3 này. Con R3 cái dòng này thì nó là hàng cơ mini để cho anh em về cắt cành tỉa nhánh leo trèo trên cao. Con này em thanh lý cho anh em 1.250.000. Đấy, ví dụ là anh em nào mà quan tâm về cái dòng máy này để cho anh em về cắt tỉa nhẹ nhàng leo trèo trên cao, hoặc là anh em lớn tuổi rồi anh em không cầm được con máy to thì làm con này cho nó nhẹ nhàng nhá. Con này thì nó nặng tầm khoảng 3kg thôi, rất là hợp lý và vừa túi tiền cho anh em luôn. 1.250.000 em bao ship cho anh em luôn. Sử dụng hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13 này, lam sẽ dài là 30cm cho anh em. Đấy, xích là 22 mã xích, xích này là xích chung 91, xích dùng chung với máy cơ điện luôn. À, máy cơ điện anh em biết là nó dễ mua trên thị trường ra sao rồi đúng không? Cái xích này á, chỗ nào có bán khỏi cần phải lo. Máy con này thì nó là hàng mới tinh luôn. Và dòng này thì nó xài động cơ, xài động cơ xăng pha nhớt nên là ấy, nó khỏe vô cùng luôn. Nó không như yếu như những con máy cơ điện đâu. Và độ bền của nó rất là cao nha. Độ bền của con này em đảm bảo luôn anh em về sử dụng phải 2-3 năm là vô tư. Đấy, nếu mà anh em sử dụng nhiều đấy. Còn anh em mà có khi mà tháng anh em sử dụng cắt lần thì em nghĩ là đảm bảo bền vô đối luôn. Đấy, em vẫn bảo hành 6 tháng cho anh em đầy đủ có núm bơm xăng ở đây này. Cái này là le gió tự động nhá. Đấy, cái này là keo le gió tự động này. Bóp vào là tự nảy le về luôn, không cần phải mình đấy. Công tác thì nằm ở đây, chữ Y là nổ, chữ O là tát này. Khi anh em giật nổ thì gạt qua nước chữ Y hộ em. Cái này là cái khóa xích. Đấy, khóa xích này. Kéo lại, đấy là cái xích này nó cứng ngắc luôn, không thể chạy được nữa. Và anh em muốn ý, để nó ấy thì anh em phải bóp nó lên. Phải bóp cái thắng xích này lên. Đấy, thì xích thì anh em nó mới chạy được anh em nhá. Rồi, em giật test nổ cho anh em nghe qua. À, giới thiệu sơ qua, bên trên này là đổ xăng pha nhớt này. Anh em lưu ý em ấy, cái này thì nó hai cái bình nó nằm ở trên ở cạnh nhau này thì nó rất là anh em nhầm lẫn. Cái bên trên này là đổ xăng pha nhớt này, cái bên dưới này là đổ nhớt để bôi trơn làm xích, anh em lưu ý hộ em nhá. Đây nó có ký hiệu hết ở đây rồi. Đây là cái hình mắt xích này, là cái đây là đổ nhớt để bôi trơn làm xích, còn cái này là cái cây xăng này là đổ xăng pha nhớt này. Đấy. Đấy là anh em nhìn là phân biệt được đúng không? Dòng này nữa mà máy mini là nó nhẹ nhàng lắm anh em. Đây cho anh em giật này, không? Rất là dễ nổ luôn anh em. Đó, là ba củ là nổ luôn. Một củ 250 nhá. Dòng này thì máy mới đét cho anh em luôn, anh em về sử dụng cắt cành tỉa nhánh thì cắt như đường kính khúc gỗ ấy, khoảng tầm cái phích nước đổ lại là vô tư. Anh em lưu ý nếu mà nhà mình anh em chỉ có cắt cành tỉa nhánh, cắt như đường kính mà cái khúc cây của nhà mình ấy nó chỉ to bằng cái phích nước đổ lại ấy, thì làm cái con này cho nó nhẹ nhàng. Đấy. Và độ bền cũng rất là hoàn hảo luôn anh em nhá. Rồi qua con R4 này, là con này thì nó là hàng cao cấp cho anh em, để cho anh em về sử dụng với cái tần suất nhiều. Cũng là hàng máy to để cho anh em khai thác nhá. Con này thì để cho anh em về khai thác gia đình, khai thác tầm trung, hoặc là anh em về sử dụng với cái tần suất nhiều. Anh em dùng nhiều đấy thì làm con này cho nó chất lượng hơn anh em. Con này em đang thanh lý cho anh em 1.500.000 con này. Lam sẽ dài 55cm luôn, lốc hợp kim nhôm. Đấy, chụp giật trợ lực nha. Nòng lỗ bô ở lỗ bô 3 cửa xả, nòng là 45mm công suất là 54cc. Đấy, nòng của nó đây là 45mm công suất là 54cc. Sử dụng xăng pha nhớt, hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 này. Bên dưới này là đổ xăng pha nhớt này. Bên trên là đổ nhớt để bôi trơn làm xích. Cái bơm nhớt bôi trơn làm xích này là bơm nhớt tự động luôn. Anh em chỉ cần đổ nhớt vào đây sẽ tự động hút ra để bôi trơn làm xích. Máy thì máy mới tinh 100%. Hàng này thì em bảo hành 6 tháng cho anh em, nên là anh em cứ yên tâm. Chất lượng con máy này thì nó là hàng ok nha anh em nhá. Đấy, em nếu mà anh em nào mà sử dụng nhiều thì lấy con này cho em cho nó chất lượng. Đó, em bao ship cho con này luôn.
rẫy cho con R4. Dòng này thì nó là tên máy là hàng Nakata nhé anh em nhé. Nòng 45mm, công suất 54cc, có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em nên là anh em cứ yên tâm. Rồi, và bây giờ là qua ba cái máy cắt cỏ này. Đầu tiên là cái máy cắt cỏ để cho anh em về sử dụng gia đình, cắt cỏ nhỏ, hoặc là anh em nào mà lớn tuổi rồi anh em không đeo được con máy to thì có thể tham khảo qua các con máy nhỏ này. R5 nòng 36 ly, em đang bán 1,5 triệu cho con máy cắt cỏ này. Côn là sử dụng côn to này, tum côn là tum côn lớn hàng Fukiwa FVK330, nòng 36 ly nha. Dòng này thì nó đã tích hợp cho anh em là cái chế là chế xịn rồi, chế này là chế xịn rồi nên là tiết kiệm xăng vô cùng luôn, anh em không cần phải lo bảo là máy này nó hao xăng nhá. Không, bây giờ đời mới nó tiết kiệm xăng vô cùng luôn anh em. Đấy, cứ yên tâm, em bảo hành 6 tháng cho anh em, lỗi một đời một trong vòng 1 tuần. Dòng này đây, chân chống là nó sử dụng chân chống sắt này, rất là tiện lợi nhá. Anh em nào mà mua về cho phụ nữ là đeo ấy thì nó hợp lý vô cùng luôn. Đấy, Fukiwa FVK330, máy của nó thì trông như thế này nha anh em nhá. Anh em mua về phụ nữ người ta cũng thể đeo được luôn. Anh em mua về cho phụ nữ cắt cỏ là vô tư luôn anh em nhá. Hoặc là anh em về cắt cỏ bờ ao, cắt cỏ bờ ruộng này, cắt cỏ làm rẫy, nói chung là rẫy của nhà mình nó dốc ấy anh em. Đeo máy to bây giờ chỉ được mấy bước là nó nặng, không thể đeo nổi, thì làm con này cho nó nhẹ nhàng. Con này cân nặng tầm khoảng 5,5 kg thôi. Máy mới tinh 100%, còn bọc ni lông cho anh em này. Em đang xả cho anh em là 1,5 triệu thôi. Còn ngoài cửa hàng dòng này bán hơn 2 triệu đấy. Ở ngoài cửa hàng người đang bán con này với cái giá hơn 2 triệu chứ không có cái giá này đâu anh em ạ. Đây, phần cùm cần nó làm rất là chắc chắn và chất lượng này. Đó, anh em nhìn thấy không? 4 con ốc là nó sử dụng đều là ốc to luôn anh em nhá. Và có cao su giảm sóc ở đây. Ống cần là ống cần dày 2mm cho anh em rồi. Anh em thấy không ạ? Chắn cỏ là chắn cỏ to bản anh em. Anh em nhìn đâu? Nhìn chắn cỏ anh em biết là nó làm ok thế nào rồi, bọc ni lông còn đầy đủ hết cho anh em nhá. R5 nòng 36 ly, máy cắt cỏ. Anh em lấy con R5 này em sẽ tặng kèm cho anh em là một lưỡi cắt cỏ, một ổ phát cước, một chắn cỏ, một dây đeo, một bộ đồ nghề. 5 món phụ kiện sẽ kèm theo và em bao ship cho anh em luôn. Em đang bán 1,5 triệu cho con này nha anh em nhá. Rồi, em sẽ giật test nổ cho anh em nghe qua này. Và đây, con R5 em bao ship cho anh em và tặng kèm 5 món phụ kiện kèm theo. Anh em nào mà thích con này đây, em quay tổng thể con này cho nhá. Đây, quay tổng thể cây máy đây. 1,5 triệu cho con R5 này, anh em nào quan tâm nhỉ thì bảo là anh muốn mua con R5 cho em là được nhá. Và đây, qua con R6 và con R7, hai con máy này thì nó là hàng công suất to để cho anh em chuyên về đập phát cước, rẫy nương nhiều, phát thuê, phát mướn, phát khoán. Đó, con R6 nòng 40mm, 1,950,000 nha anh em nhé. Con này hàng Hukama 541 này, nòng 40mm, công suất là 41cc. Đó, dòng này đã cho anh em lên cả chế xịn rồi để cho anh em tiết kiệm xăng, cho anh nó tiết kiệm xăng anh em nhé, chứ không phải là chế đều đâu anh em ạ. Cái máy cắt cỏ ấy á, máy móc ấy, nó tiết kiệm xăng hay không là do cái bộ chế hòa khí, mà cái bộ chế hòa khí phải chế xịn thì nó mới tiết kiệm xăng, nó không hao xăng cho anh em. Đấy, tích hợp chụp giật trợ lực nha. Dòng này nó lấy ý tưởng của dòng Humana 541. Đây, dòng này là sử dụng là chân chống là cũng là chân chống sát cho anh em rồi. 1,950,000, ngoài cửa hàng đang bán tầm khoảng 3 triệu con này chứ không có giá này đâu anh em. Giá này em bao ship cho anh em luôn để cho anh em về sử dụng nhá. Và tặng kèm cho anh em là một lưỡi cắt cỏ, một ổ phát cước, một chắn cỏ, một dây đeo, một bộ đồ nghề. 5 món phụ kiện em sẽ kèm theo và em bao ship cho anh em luôn để cho anh em nhé, về xài cho nó thoải mái nha anh em nhá. Phần tay ga là tay ga cải tiến của Giang của Nhật, có tăng giảm ở đây được luôn anh em. Tiện lợi không anh em? Ống cần là ống cần dày 20mm, ống cần 28 nhá. Đầu bò là đầu bò chống cuốn dây nên là cứ yên tâm là máy sẽ ok cho anh em. Đây, tum côn nó làm tum côn lớn và cái này là tum cùm cần đấy ạ. Là cần với cục máy là sẽ rời ra nhau được. Đây, nó chỉ cần tháo 4 con ốc này có thể tháo rời ra được nhá. Cục máy này có sau này có thể chế cháo được qua rất là nhiều thứ. Đấy, anh em lấy cái động cơ máy cắt cỏ này anh em làm qua được nhiều việc khác nhau chứ không phải là cần liền đâu. Cần liền với máy. Dòng này là R6 1,950,000. Em sẽ giật test nổ cho anh em nghe qua.
R7 là con máy hàng Hukama 543. Con này là 541 này anh em lưu ý hộ em. Con này là 543 nhá. Con này là 543, con này nòng 41mm. Hôm nay em bán con R7 thì con này 1.950.000, con này thì thêm 100.000 nữa, con này là 2.050.000. Đấy. Ví dụ anh em nào thích nòng 41mm thì có thể lấy cái con 543 này đây. Con này để cho anh em chuyên về cũng đập phạt cước rẽ nương nhiều, anh em lấy con này á thì chênh cái con R6 chỉ có 100 thôi. Con này 2.050.000. Tặng kèm cho anh em là một lưỡi cắt cỏ, một ổ phát cước, một chấn cỏ, một dây đeo, một bộ đồ nghề bảo hành 6 tháng cho anh em. Và con này cũng là chế xịn rồi nhá, tiết kiệm xăng cực kỳ luôn, vô đối luôn. Đấy, tay ga là tay ga cải tiến này, bóp cả ngày không biết mỏi tay rồi. Ống cần là ống cần 2mm, dày rất là chắc chắn luôn anh em, không lo bị gãy cần nhá. Đầu bò là đầu bò chống cuốn dây đầy đủ cho anh em rồi. Đó, dòng này hàng 543, 2.050.000, bảo hành 6 tháng, lỗi một đổi mới trong vòng 1 tuần. Có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em. Đây, quay tổng thể cây máy đây. Đó, dòng này nó là gì mà Hukama 543 này, G543. Nòng 41mm. Em đã ghi sẵn ở đây rồi anh em nhé. Chế là chế xịn, tiết kiệm xăng vô đối. Đấy, cứ yên tâm về sử dụng máy của bên em ấy thì em đảm bảo luôn, em bán cho anh em ở khu vực Tây Nguyên, người ta về sử dụng rất là nhiều luôn. Lấy cái dòng này về, bởi vì ngoài cửa hàng ấy người ta bán cái dòng này khá là cao. Đấy, nên là anh em toàn lấy của bên em thôi. Em ship vào cho anh em để cho anh em về phát thuê, phát mướn, phát rẫy nương nhà mình. Rồi em giật tiếp nổ cho anh em nghe qua con R7 nhá. Vừa rồi cửa hàng chúng em đã giới thiệu cho anh em là 3 chiếc máy cắt cỏ, 3 chiếc máy cưa và 1 chiếc bình điện. Anh em nào ưng cái mã nào rồi ấy, thì liên hệ trực tiếp cho cửa hàng chúng em ngay để đặt hàng nhé. Để cho cửa hàng chúng em sẽ đóng hàng gửi đi đến tận nhà cho anh em. Cửa hàng chúng em để ship toàn quốc luôn, anh em ở đâu cửa hàng cũng có thể ship được hết. Máy cam kết là giống y như trên video cửa hàng chúng em quảng cáo. Vâng, xin chào anh em hẹn nhau những video tiếp theo nhé.